Nếu như các chị yêu nhà mình chưa có một cái em đầm tâm xanh thì mình lựa ngay liền cho em mẫu này thử đi ạ. À, với cái màu sắc này em thấy là các chị mặc lên rất là trắng da nha. Họa tiết em làm cho các chị mình họa tiết hoa hồng, nền xanh rêu, họa tiết hoa hồng cực kỳ nổi bật luôn. Các chị nhìn tông màu kiểu như là vừa trầm mà vừa sáng nhẹ ha, lên rất là nổi làn da cho mình luôn ạ. À, phân thì da trắng hay là da ngâm thì đều có thể sử dụng được giùm em. Với lại hoa lá cành như vậy các chị em nhà mình mặc nhìn cảm giác rất là tươi trẻ luôn. Chất liệu vải sẽ là vải von hàng cao cấp có làm lớp lót trong. Form đầm này thì em sẽ làm cho mình là form dáng là váy xòe ráp 8 mảnh cho mình các chị nhà mình nha. Form này em sẽ may cho mình là may 8 mảnh, cái độ xòe là độ xòe bồng bềnh giùm em nha. Form này xòe khá là nhiều nè, tạo cho mình cái độ rũn trên đầm rất là nhiều luôn. Form này thì em may cho mình là may chích bay 8 đường cho các chị nhà mình nhé, cực kỳ đẹp và lên tôn dáng rất là nhiều. Form này thì em làm cho mình cái kiểu cổ là dáng cổ ô nhưng mà hơi nhích tim bầu xíu nha. Tay là tay ngắn để che tất cả các khuyết điểm về dáng cho mình luôn ạ. Và mẫu đầm này em đã có trên cơ sở Mai Trùng và Bắp, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú rồi. Và nếu như các chị đặt trực tiếp trên video ngày hôm nay, bên em sẽ hỗ trợ miễn ship trên video, hỗ trợ cho mình là cho khách kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nha. Ngoài ra em còn giảm tận 20.000 trên từ sản phẩm đầm ngày hôm nay luôn. Thì nhanh tay để liền cho em sau bên dưới. Em sẽ nhờ các bạn nhân viên liên hệ trực tiếp để tư vấn phòng xài cho mình khách yêu ha. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa tất cả các bình luận có chữ số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn sản phẩm, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm, kết bạn và nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để được hỗ trợ chốt đơn ạ. À.